khi ở cam người ta quay cho súng này nó sẽ rất là đồng bộ với nhau và hình ảnh của chúng ta nó được giữ lại một cách rất là tuyệt của anh em chúng ta. Vậy thì một lần nữa một chân thành cảm ơn các bạn khi các bạn lắng tay ở trong đó các bạn lắng nghe khi MC người ta phát động là chúng ta cứ dừng lại. Ok chưa? Xin chào tạm biệt người ta đây. Nhớ dừng cho Bông khi các bạn đứng lại trong khoảng 5 phút trước không điện. Chính xác rồi, cái này nó là cái súp phở của bên em. Ở nhà hàng của em đã có bán món này trên phần khách chưa? Dạ, hiện tại thì tụi em là đã những cái món này đang phục vụ khách hàng ở dưới là rất là chuẩn. Dạ. Em đến từ đâu? Dạ, hiện tại là em đến từ nhà hàng số 68. Dạ, địa chỉ là 175, 177, Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, quận 3. Dạ, thông điệp là tụi em muốn sử dụng là cái nguồn thực phẩm Việt Nam của mình hiện tại đang có một cái gì vây vàng của Việt Nam của mình rất là nhiều. Em chế biến từ cái nguồn cá ngừ, cái ngừ vây vàng đa dạng những món ăn, mục đích là đem đến những cái món độc lạ của cái khách Việt Nam của chúng ta cũng như là cái khu vực. Chế biến những món ăn độc lạ và giới thiệu quảng bá cái con cá ngừ của Phú Yên cũng như là đến cho dân người dân Việt Nam cũng như là các bạn thế giới. Trên tinh thần này thì tụi em cũng dựa trên những cái ngoài cái người ra em biết là về Phú Yên có rất là nhiều cái đặc sản thì tụi em cũng đang là giờ với cái tinh thần là ra vào đây cũng như là ngoài cái việc là tụi em phục vụ những cái món độc lạ, bên cạnh đó là em cũng sẽ tìm tòi thêm những cái văn hóa của vùng miền cũng như là những cái món ăn mà những cái nguồn mà hải sản của khu vực của Phú Yên để em có thể là về nghiên cứu cũng như là chế biến trở thành những cái món độc lạ nữa, để nếu có dịp sắp tới mà Phú Yên có cái lời mời tụi em là nhà hàng lúc 68 sẽ tham gia một lần nữa, sẽ cống hiến cũng như là đem đến những món ăn độc lạ nhất để cho thu hút thứ nhất là khách du lịch của trong nước. Rồi mình đứng vô tí đi, đứng vô mình làm đẹp tí đó, nó đừng có nhìn máy mà làm nó tự nhiên luôn, mình cứ làm gì đó. Lời mời Phú Yên, một trong những sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Ngọc Quang, với phần thể hiện của tốt nữ và nhóm múa nhà hát ca múa nhạc dân gian sao biển tỉnh Phú Yên, xin trân trọng chào đón.
rau muống xào tỏi. Mà không hiểu sao trong vòng có mười mấy phút thôi mà những cái phần công phượng gì đó là chế tác trước cho quý vị. Đừng có suy nghĩ trong vòng có mười mấy phút mà chế tác được đó. Việc biểu mấy anh vậy là hơi khó. Họ đã chuẩn bị cái phần phông nền trước rồi. Wow, không thể tin được, bằng mắt thường không thể tin được, ngạc nhiên hết sức. Làm sao có thể? Bạn đâu là mắt cỡ giờ cứ đang tròn ngược xoay thôi. Hấp dẫn không thể nào tin được, không thể nào tả nổi luôn. Màu sắc phong phú vô cùng. Giống như là chúng ta đang đến với một cuộc thi tuyển chọn các đầu bếp xuất sắc trong hoàng cung rồi đó. Món nào món đó đều rất là hấp dẫn, đều rất là tinh tế. Hôm nay phải nói là Dân là người hạnh phúc nhất khi luôn đứng được ở những cái vị trí có thể quan sát được những điều tươi ngon nhất từ sự chế biến tài hoa của các Dân xin phép được gọi là các nghệ sĩ đầu bếp. Các anh quá tài ba. Kính thưa quý vị, để đánh giá chất lượng các món ăn cũng như làm cơ sở để tổ chức kỷ lục Việt Kinh thẩm định hồ sơ và xác lập kỷ lục sự kiện chế biến và công diễn các món ăn từ cá ngừ đại dương nhiều nhất Việt Nam, ban tổ chức trân trọng kính mời đại diện tổ chức kỷ lục Việt Nam thượng và cách trình bày các món ăn xin trân trọng giới thiệu và kính mời. Wow, 5 món. Mỗi đơn vị là từ 4 đến 5 món.